Ai là người đã bách vợ tôi? Tôi đi nghỉ dưỡng, tôi phải đi công tác. Ai? Đã có phong tê thấp hy đan, thành phần chính từ thảo dược chữa đau dây thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau nhức xương, mỏi, tê buồn chân tay. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.